thử thách cuối cùng cũng đã đến ngày thứ bảy. Fritz tiếp tục trải qua một đêm không mấy vui vẻ. Cả đêm hầu như không ngủ được. Cái lạnh ẩm ướt len lỏi vào từng cơn gió, cộng thêm mũi mu quanh khiến anh thao thức. Thức dậy vào buổi sáng với đôi mắt thâm quầng, mệt mỏi và tự nhủ, rằng mình chỉ cần vượt qua thử thách hôm nay là sẽ có thể rời khỏi đây. Chặng đường gian nan sắp kết thúc, nhưng dường như nó lại kéo dài thêm khi những khó khăn không ngừng ập đến. Muỗi và ruồi vẫn xuất hiện dày đặc, vây quanh anh, khiến anh rất khó chịu. Để giảm bớt sự tấn công của muỗi và ruồi, Fritz nghĩ đến một phương pháp cũ là thoa bùn lên những chỗ da trần không có quần áo che phủ. Bùn lạnh lẽo có thể giúp xua bớt côn trùng, đồng thời giảm đi cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Dù không phải là giải pháp hoàn hảo, anh biết rằng với tình cảnh hiện tại, đây là cách tốt nhất để có thể trụ qua một ngày cuối cùng trong thử thách. Sau đó, Fritz cầm lấy phong bì thử thách thứ 7 với vẻ mặt kiên quyết, mở ra để xem nhiệm vụ cuối cùng trong chặng đường đầy thử thách này. Fritz đọc kỹ yêu cầu trong phong bì, ánh mắt hiện rõ vẻ bối rối. Chủ đề hôm nay thật bất ngờ, quần áo. Cụ thể, nhiệm vụ yêu cầu các thí sinh phải cởi bỏ từng món đồ mình đang mặc và cho vào túi đựng, mỗi món đồ sẽ được tính là một điểm, càng nhiều đồ bỏ vào túi, điểm số càng cao. Chỉ có quần lót và áo ngực là ngoại lệ, không được tính điểm, nên họ có thể giữ lại. Điều thú vị là sau khi cho quần áo vào túi, các thí sinh sẽ phải tự tìm cách thay thế để giữ ấm, mà không dùng lại bất kỳ món đồ nào từ túi quần áo. Với yêu cầu này, điều đó có nghĩa là họ phải trải qua một đêm với bộ quần áo tự chế. Đêm qua Fritz phải mặc hết tất cả quần áo vào nhưng cũng không thể ngủ được. Chúng ta hãy xem anh sẽ đối phó với thử thách này như thế nào. Jens cũng vừa thức dậy, trông có vẻ khá hào hứng, sẵn sàng chào đón ngày mới. Anh cầm con dao, tiến đến cây dừa đã đánh dấu từ những ngày trước và thêm một vạch nữa. Đưa mắt nhìn lên hàng vạch, anh tự nhủ chỉ còn một ngày nữa thôi, chặng đường thử thách sắp kết thúc. Anh nói với chính mình rằng, đến lúc này, anh đã vượt qua giới hạn của bản thân từ lâu rồi. Dù biết thử thách cuối cùng đang chờ, nhưng cảm giác chinh phục và sống sót qua những ngày qua khiến anh vừa tự hào, vừa nhẹ nhõm. Anh hiểu rằng dù kết quả thế nào, hành trình này đã là một thành tựu vượt xa những gì anh từng nghĩ mình có thể đạt được. Quay lại nơi Fritz, mặt nhăn lại khi cơn đau bụng bất ngờ ập đến. Anh hít thở chậm, cố gắng xoa dịu cơn đau nhưng cảm giác khó chịu ngày càng tăng. Sự ẩm ướt và căng thẳng suốt những ngày qua dường như đã khiến sức khỏe của anh xuống dốc. Bên này, Jens hăng hái đi tìm những quả dừa còn sót lại trên cây. Dù đã qua nhiều ngày, Jens vẫn kiên nhẫn với bữa sáng đơn giản quen thuộc của mình. Jens cầm trái dừa trên tay và ngắm nghía. Lại là dừa, anh bật cười tự nhủ, cảm giác vừa quen thuộc vừa nhàm chán. Anh khẽ lắc đầu, chấp nhận sự đơn điệu trong khẩu phần ăn đã kéo dài suốt hành trình. Ăn uống xong, Jens phát hiện một chú ốc mượn hồn đang chậm rãi bò trên cát gần chỗ mình ngồi. Anh bật cười, cầm lên ngắm kỹ chiếc vỏ mà chú ốc đã chọn làm ngôi nhà cho mình. Jens nói như thể tìm được một người bạn đồng hành cậu cũng lang thang như mình nhỉ. Trông thật dễ thương làm sao. Anh cho rằng đây là người bạn đầu tiên không sợ anh ta mấy ngày qua. Sau khi ngắm nghía một lúc, anh đặt ốc mượn hồn xuống, lòng bỗng thấy nhẹ nhõm. Sẵn sàng lấy ra cái phong bì cuối cùng trong túi đựng. Anh cho biết, để mở cái phong bì này, đó là một điều gì đặc biệt đối với anh, một niềm vui nho nhỏ. Đọc qua nội dung thử thách, anh bật cười nhẹ, cho biết mình hoàn toàn sẵn sàng cởi bỏ tất cả để ghi điểm. Tuy nhiên, anh cũng không khỏi e ngại về thời tiết. Nếu bất ngờ cơn mưa kéo đến, chẳng những sẽ khiến anh lạnh mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe trong thời tiết ẩm ướt. Cảnh quay chuyển đến nơi của ô tô. Sau một lời chào hỏi buổi sáng ngày thứ bảy, anh ấy cũng lấy phong bì nhiệm vụ của ngày hôm nay. Đọc xong thử thách, biết được có thể để lại áo ngực, anh rất vui, nhưng rất tiếc là lần này anh không có mang theo. Tuy vậy trong lòng cũng có chút kỳ lạ và ngại ngùng. Thực hiện nhiệm vụ này, nếu không có gì bảo vệ, ô tô biết anh sẽ phải trực tiếp đối mặt với muỗi và ruồi cát, những kẻ quấy rầy không ngừng trong suốt hành trình. Mặc dù có chút lưỡng lự, ô tô cũng thấy đây là thử thách tinh thần cuối cùng. Ô tô đã thu thập một ít lá dừa, cẩn thận lựa chọn những chiếc lá dài và chắc. Với ý định đan chúng lại thành một chiếc quần, anh tỉ mỉ xếp từng chiếc lá, dùng sợi dây nhỏ để kết nối lại. Cuối cùng đây là chiếc quần phiên bản lá dừa của anh ấy. Liệu rằng chiếc quần này có thể bảo vệ được thằng em của anh không? Nhân tiện, ô tô cũng chia sẻ về yêu cầu nhiệm vụ của ngày đầu tiên, đó là tạo một món quà cho gia đình. Và đây là thứ anh dự định mang về, đây là tất cả số giày dép của trẻ con mà anh đã nhặt được trong mấy ngày qua. Quay lại vấn đề trang phục, bây giờ anh đã có chiếc quần, nhưng áo thì không có vật liệu phù hợp. Vậy nên với mình trần như thế này chắc chắn đêm nay sẽ là một bữa tiệc thịnh soạn với lũ muỗi. Để giảm thiểu rủi ro, anh quyết định nhóm một đống lửa nhỏ, hy vọng khói sẽ đuổi bớt muỗi. Anh tìm được một chai thủy tinh và thử dùng ánh nắng mặt trời để tạo ra tia lửa. Thu thập thêm những thứ dễ cháy. Để chai thủy tinh ở trên, có thể nhận thấy ánh sáng đã hội tụ tại một điểm. Nhưng đứng đó chưa được một phút. Dưới ánh nắng gay gắt, miếng bùi nhùi chưa kịp cháy, thì cái lưng của anh đã sắp chín rồi. Để tránh bị nướng, dưới ánh mặt trời, anh quyết định đặt chai cố định trên đá và lùi vào bóng mát,
vừa để quan sát từ xa vừa hy vọng tia lửa sẽ sớm xuất hiện. Cảnh quay chuyển đến nơi của Joris. Xem qua nội dung nhiệm vụ, anh ấy nghĩ anh có hai sự lựa chọn, một là cởi bỏ tất cả và cho vào túi, sau đó bôi đất lên khắp cơ thể, cách hai là sử dụng lá dừa để tạo một bộ đồ. Joris chia sẻ rằng nhiệt độ thấp là thứ anh lo ngại nhất, nhiệt độ nóng thế nào anh có thể chịu đựng được, nhưng nếu dưới 20 độ, anh nghĩ anh sẽ bỏ cuộc. Sau đó, anh ấy bôi đất lên một cánh tay của mình, để thử nghiệm xem muỗi hoặc ruồi cát sẽ tấn công bên cánh tay nào, khi đó anh sẽ đưa ra quyết định sử dụng phương án. Quay lại nơi của Huber. Xem qua nội dung nhiệm vụ, nụ cười lập tức tan biến trên khuôn mặt của anh ấy. Đã mấy đêm liền, anh phải chịu đựng tiếng sóng ầm ầm ngay sát nơi ngủ, như thể biển cả muốn nuốt chửng nơi trú ẩn tạm bợ của anh. Và giờ đây, anh lại được yêu cầu cởi bỏ tất cả quần áo. Ý nghĩ phải đối mặt với màn đêm không chút che chắn khỏi gió biển và muỗi rừng khiến Huber không khỏi chùn bước. Huber cúi mặt, trầm ngâm một lúc lâu. Áp lực từ nhiệm vụ dường như đè lên vai rất nặng. Huber nhìn Winton, quả bóng mà anh đã tìm được và trở thành người bạn của mình trong suốt những ngày qua. Anh khẽ thở dài và nửa đùa nửa thật, hỏi, cậu nghĩ sao, Winton? Có nên tiếp tục không? Không nghe trả lời có nghĩa câu trả lời là tiếp tục. Anh bước từng bước để tìm vật liệu cần thiết. Ai ngờ phía trước, anh bắt gặp chiếc võng của mình. Đây là cái võng anh ấy đã chôn cất vào ngày đầu tiên khi đến đây. Có vẻ như sóng biển đã làm cho nó trôi dạt. Ở đâu đó khu vực này còn có một vài thứ còn cất giấu. Anh dùng một đoạn gỗ và bắt đầu tìm kiếm. Một lúc sau đã tìm thấy được cuộn dây. Còn những thứ khác chắc là trôi dạt đâu đó ở quanh đây. Huber cho rằng tạm thời anh vẫn chưa dùng đến dụng cụ này. Anh vẫn muốn trải nghiệm như những ngày qua. Vậy nên anh sẽ tạm thời cất những vật dụng tại gốc cây này. Bên này Fritz cũng kiên nhẫn với kế hoạch nhóm lửa bằng ánh nắng và chai thủy tinh. Anh cẩn thận điều chỉnh chai để ánh sáng hội tụ vào một điểm trên miếng bùi nhùi, hy vọng sẽ tạo ra lửa. Nhưng thật tệ là đã nhiều giờ trôi qua vẫn không có chút khói nào bốc lên. Điều này làm cho Fritz phải nghĩ ra phương pháp khác. Còn Huber lúc này đang tập trung để nhóm lửa, anh lấy một khúc tre khô, rồi cho một ít bùi nhùi vào bên trong. Sau đó ma sát với một đoạn tre ở phía bên dưới. Thực hiện liên hồi. Cuối cùng cũng chẳng có làn khói nào bốc lên. Anh nằm bất lực trên nền đá, cơ thể mệt mỏi và đầu óc thì rối bời. Cảnh quay chuyển đến nơi của Joris. Anh đã chuẩn bị mọi thứ để tạo cho mình một bộ đồ đất sét. Nhưng hiện tại, anh cảm thấy cơ thể không còn chút sức lực. Anh đã ngồi đây nửa tiếng, cảm giác như đây gần như cũng là giới hạn của bản thân. Sau một lúc nghỉ ngơi, Joris cảm thấy tinh thần đã trở lại phần nào. Anh đứng dậy, bắt đầu thu dọn mọi đồ đạc của mình. Tiếp theo toàn thân của anh đã được phủ lớp đất. Ánh sáng mặt trời giúp lớp đất sét trên cơ thể Joris khô nhanh chóng. Cảm giác ẩm ướt ban đầu dần dần biến mất và anh nhận thấy sự thoải mái khi không còn cảm giác bị côn trùng vây quanh. Ô tô phía bên này đã quyết định cất hết quần áo vào túi. Anh chỉ chừa lại chiếc quần lót Mickey của mình. Sau đó ngồi tận hưởng hoàng hôn sắp buông xuống, đây quả thực là một cảnh đẹp hiếm có. Quay lại nơi của Jens. Từng món đồ lần lượt cũng được cho vào túi. Cuối cùng anh giữ lại cho mình chiếc quần lót và cái áo khoác ngoài. Sau đó buộc chặt bằng dây và niêm phong lại. Đi đến một vị trí nhìn ra biển cũng khá đẹp. Ngồi xem cảnh đẹp và chờ cho đến khi màn đêm xuống. Fritz bên này cũng cho những món đồ của mình vào túi. Với việc không nhóm được lửa, anh ấy không dám mạo hiểm để lại chiếc quần và áo khoác của mình. Sau khi niêm phong lại túi đựng, Fritz lại lên chiếc giường và nằm nghỉ. Màn đêm buông xuống, cơn mưa lại ập đến. Fritz trằn trọc trên chiếc giường ẩm ướt, những giọt nước rơi xuống từ mái nhà khiến anh không thể nào chợp mắt. Anh tự nhủ cố gắng một thời gian nữa thôi rồi mọi thứ sẽ qua thôi. Còn Jens bên này đang khá hài lòng với hiện tại. Anh nằm trọn vẹn trên chiếc võng có màng tre. Ai ngờ cơn mưa ập đến, khiến anh phải mặc áo khoác của mình vào. Tình trạng của Joris thì nghiệt ngã hơn, cơn mưa kéo đến, khiến lớp đất mà anh cất công bôi lên cơ thể đã trôi đi hết. Bây giờ anh ấy phải đối mặt với tất cả các loại côn trùng, chắc chắn đêm nay sẽ là một đêm khó quên nhất của anh ấy. Cùng chung cảnh ngộ đó là ô tô, giờ đây anh cũng đành cam chịu trước số phận, anh ấy cũng không biết trốn ở đâu, bởi vì cái hang động anh phát hiện ở bãi biển trước đó, chắc chắn giờ đây cũng đã bị thủy triều nhấn chìm rồi. Cuối cùng ánh bình minh cũng xuất hiện, soi rõ cơ thể ô tô với những vết đỏ chi chít, từ muỗi đốt sau một đêm không mấy dễ chịu. Dù cơ thể mệt mỏi và ngứa rát vì muỗi và côn trùng, ô tô vẫn nở một nụ cười, trấn an bản thân rằng hôm nay là thử thách sẽ kết thúc. Jens bên này cũng không bỏ lỡ buổi sáng, tiếp tục khắc thêm một dấu trên cây dừa quen thuộc. Giờ đây, Jens chỉ còn việc chờ đợi đoàn chương trình đến đón. Cảm giác hạnh phúc lẫn chút bồn chồn khi nghĩ về những giây phút sắp được quay về nhà. Huber cũng mỉm cười tươi rói, dù đã trải qua một đêm đầy khó khăn. Cảm giác tự hào và hài lòng hiện rõ trên gương mặt anh. Vượt qua cơn mưa đêm, những đợt sóng xô bờ và thiếu thốn, anh vẫn kiên trì đến ngày cuối cùng. Joris bên này cũng tươi cười, mặc dù trên người cũng không ít những vết muỗi đốt. Có thể thấy lớp bùn trên cơ thể đã được nước mưa tẩy rửa hoàn toàn. Tổng kết nhiệm vụ của ngày hôm nay.
Otto và Joris cởi bỏ tất cả nên được xếp vị trí đầu tiên. Tiếp đến là Jens, xếp vị trí cuối cùng là Fritz. Tại thời điểm này, thuyền của đoàn chương trình cũng xuất hiện trên mặt nước. Từ xa họ có thể nhìn thấy khói tín hiệu của thí sinh. Vị trí này là Fritz. Có thể thấy niềm vui xen lẫn sự xúc động hiện rõ trên gương mặt của anh. Sau đó anh ấy cũng nhanh chóng thu dọn hành lý, bước lên thuyền và nhận được những lời chúc mừng nồng nhiệt từ các bác sĩ và nhân viên của chương trình. Phía này Otto cũng đã đứng đợi trên một bãi đá. Sau đó anh ấy cũng đã bước lên thuyền. Tiếp theo Joris và Jens cũng được đến đón. Tập hợp đủ các thí sinh, đoàn chương trình tăng tốc hết ga với tốc độ 30 km/h để đưa họ đến điểm tập kết. 2 giờ sau, cuối cùng cũng đến. Trên bãi biển đó là Antonio và Sabrina. Họ cũng rất nồng nhiệt chúc mừng cho 5 chàng trai đã hoàn thành 7 ngày này. Còn đây là chỉ số cân nặng của các thí sinh. Thấy vậy mà Jens, người luôn tăng động, lại có chỉ số sụt cân cao nhất. Sau đó tất cả được ekip chương trình sắp xếp một bữa ăn thân mật. Giờ phút này họ có thể chia sẻ những gì mình đã trải qua trong 7 ngày qua. Và đêm đến, đây là lúc công bố quán quân của mùa giải này. Đầu tiên là Antonio, cô xếp vị trí thứ 7 do bỏ cuộc sớm nhất. Xếp vị trí thứ 6 là Sabrina. Vị trí thứ 5 là Huber. Jens là thí sinh xếp vị trí thứ 4. Vị trí thứ 3 là người đã vô địch mùa trước, Fritz. Và cuối cùng là sự ngạc nhiên lớn. Otto xếp vị trí đầu tiên và Joris đứng vị trí thứ 2. Biết được kết quả, các thí sinh cũng gửi lời chúc phúc với nhau. Sau đó ekip cấp cho họ một huy hiệu kỷ niệm. Còn riêng Otto, anh sẽ nhận được số tiền là 35.000 euro. Và đến đây thử thách sinh tồn mùa 2 phiên bản Đức đã kết thúc. Cảm ơn bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại ở các thử thách sinh tồn khác.